Xin chào các bạn. Bắt đầu từ năm 2024, đã có rất nhiều biến cố xảy ra và nó đúng như lời các nhà tiên tri đã từng tiên đoán. Người ngoài hành tinh, dịch bệnh zombie, thậm chí là cả sóng thần động đất đều đã xuất hiện trong năm nay. Vì thế, đừng bỏ lỡ phút giây nào của video này bạn nhé. Số 10. Sự kiện Miami. Trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội bắt đầu rầm rộ rất nhiều thông tin về một sự kiện xảy ra ở Miami, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Trong đêm tối, không biết tại sao, có rất nhiều xe cảnh sát đã bắt đầu vây quanh và phủ kín cả quảng trường. I have never seen so many cops. Người ta cho rằng những lực lượng cảnh sát chỉ đang bố trí để xử lý vụ việc liên quan đến những đứa trẻ dùng pháo hoa ném vào nhau. Tuy nhiên, có người đã cho rằng họ đã nhìn thấy người ngoài hành tinh. Thực thể bên ngoài trái đất có thân hình màu đen và cao tận 3 mét đang di chuyển. Nhưng sau đó, một sĩ quan HOTA cũng đã lên tiếng để bác bỏ tin đồn về video nghi vấn người ngoài hành tinh này. Đó thực tế chỉ là một người đi bộ và cái bóng của họ. Nhưng khi chúng ta xem lại đoạn video gốc thì đúng là như vậy. Đó là ba người đang đi bộ chứ không phải người ngoài hành tinh nào cả. Tuy nhiên, câu chuyện này dễ tin hơn câu chuyện của chính phủ Mỹ nói rằng trong siêu thị có xảy ra một vụ đánh nhau với 50 thanh niên trẻ và họ đã sử dụng súng và pháo bông. Sự kiện này đã phải điều động hết toàn bộ cảnh sát trong thành phố, thì đó là một chuyện không hề đơn giản. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng trong sự kiện đã nói rằng họ đã tận mắt nhìn thấy người ngoài hành tinh. Không chỉ có một mà có tận hai con, một con cao 3 mét và con còn lại cao 5 mét. Nhân chứng nói không có bọn trẻ nào đánh nhau ở đó. Tất cả mọi người đều hoảng sợ bỏ chạy vì đã nhìn thấy người ngoài hành tinh. Các thực thể này bước đi chậm rãi, xoay đầu đều được 360 độ. Họ có thể thay đổi màu da theo ánh sáng môi trường xung quanh, không có xương khớp gối hay trên cánh tay. Thực thể này có thể di chuyển tức thời và thậm chí đi xuyên tường. Một nhân chứng khác tên là Ben Den, anh đã có một người cha làm viên cảnh sát trong thành phố Miami. Thậm chí, cha anh đã từng tranh cử chức cảnh sát trưởng. Ben Den đã có gọi cho cha mình để hỏi về người ngoài hành tinh có hay không. Nhưng người cha chỉ trả lời vỏn vẹn là họ không cho phép bố nói. Hey, did you, have you been seeing the alien stuff? Did you see that at Bayside? Are you serious? You're joking. Cho đến nay, không ai rõ ràng được ngày hôm đó có phải là người ngoài hành tinh đã xuất hiện hay không. Nếu không thì tại sao họ lại huy động rất nhiều xe cảnh sát đến như vậy? Có nhiều tin đồn cho rằng chính phủ Mỹ đang cố tình che giấu sự kiện đêm đó. Họ chỉ cố tình dựng lên một câu chuyện hợp lý để giấu nhẹm đi sự tồn tại về người ngoài hành tinh. Số 9. Biển cá. Sự kiện kỳ lạ này xảy ra tại một bờ biển tại đất nước Philippines. Những người dân và khách du lịch gần đó không hiểu chuyện gì thực sự đang diễn ra nữa bởi vì có tới hàng loạt những chú cá bắt đầu trôi dạt vào bờ như một cơn sóng lớn vậy. Không rõ có chuyện gì xảy ra với lũ cá và nó đến từ đâu, nhưng có không ít người dân bắt đầu xúm lại để vớt chúng về ăn. Sau khi đoạn video được đăng tải lên các trang mạng xã hội, có không ít người đã cho rằng có điều gì đó thực sự đã xảy ra ở dưới đại dương. Điều này đã khiến chú cá trôi dạt vào bờ. Chắc chắn điều này không phải là sự ngẫu nhiên. Nó là một điềm báo tai họa sắp tới. Và tất nhiên chỉ sau vài ngày, thì tại đất nước Philippines đã xảy ra một trận động đất có độ Richter lên đến 6,7. Theo hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ, trận động đất không dẫn đến cảnh báo sóng thần và chưa có báo cáo về thương vong lớn. Nhưng cảnh tượng hàng dài người đứng bên bờ biển để vớt cá lên bờ giống hệt với Nhật Bản trước khi chịu thảm họa động đất. Số 8. Hươu xác sống. Một người đàn ông sống tại Hoa Kỳ, trong lúc dừng xe để nghỉ ngơi thì anh đã bắt gặp một con hươu đi sang đường. Nhưng có điều, con hươu này có một dấu hiệu rất kỳ lạ. Khác với phong thái điềm tĩnh và nhanh nhẹn, con hươu này lại tỏ ra như động vật sử dụng đồ uống có cồn vậy. Nó còn bị té tận 2 lần. Điều này đã khiến cho người ta tin rằng đây thực chất là xác sống chứ không còn là hươu bình thường nữa. Trên thực tế, có một loại bệnh thường xảy ra ở các động vật ăn cỏ. Căn bệnh này mang tên là suy mòn mãn tính, còn gọi là bệnh hươu zombie, đã xuất hiện ở 22 tiểu bang ở Mỹ. Khi đó thì CWD sẽ tấn công vào não bộ, cột sống và mô trong cơ thể loài hươu, khiến cho chúng giảm cân nhanh chóng, thiếu hợp tác và thậm chí trở nên hung dữ, gây hấn với đồng loại trước khi chết.
Bên cạnh đó, cái tên bệnh hươu giác sống bắt nguồn từ các dấu hiệu như ánh mắt lờ đờ, xương sườn lộ ra ngoài và toàn cơ thể như bị phân hủy. Trông chúng chả khác gì một con zombie. Có điều đáng sợ hơn, các nhà khoa học Mỹ lo ngại vì có khả năng bệnh giác sống hươu cũng có khả năng lây sang người. Dù chưa có bằng chứng này cho thấy điều đó, ngay cả khi ăn thịt nhiễm bệnh, nhưng các bạn đừng có lo lắng vì nếu chúng ta không đi săn nai thì sẽ khó mà bị mắc bệnh. Số 7. Vật thể kỳ lạ. Đoạn video này được ghi lại ở thành phố Tây Ban Nha. Trong video, có tới hàng trăm con người bắt đầu nhìn lên bầu trời để chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ. Không rõ vật thể kỳ lạ trong video này là gì, nó phát ra ánh sáng màu vàng như một làn khói nhân tạo. Không chỉ một, mà bên cạnh vật thể này có thêm một cái khác nữa. Trước khi tan biến vào hư không, vật thể này đã hiện ra một hình ngôi sao mười cánh. Có rất nhiều người ở đây đã phải ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nó. Người ta còn tin rằng có thể đây chính là UFO, vật thể bay không xác định người ngoài hành tinh, và nó đã khiến cho quân đội công kích. Nhưng cũng có ý kiến trái chiều, họ cho đó là người nhảy dù lượn và chân họ có gắn pháo sáng thôi. Nếu là thật vậy, thì ai lại đi nhảy dù trong thành phố chứ? Số 6. Ánh sáng xanh. Đoạn video này được ghi lại ở New York vào năm 2024. Theo đó, người thanh niên quay video đã hoang mang khi nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một màu xanh. Điều kỳ lạ là bởi vì khoảng thời gian đó vào nửa đêm, ánh sáng xanh này chớp liên tục một lúc lâu rồi sau đó biến mất. Yo! What is going on? Yo, that's just... Whoa! What? Yo, they bought... Không rõ các hiện tượng trên là gì, nhưng vào năm 2018 đã từng xảy ra một vụ nổ nhà máy điện. Điều này đã khiến cho toàn bộ bầu trời lúc đó sáng. Nhưng hôm nay, sự việc này lại xảy ra một lần nữa. Tuy nhiên, không có bất kỳ báo đài đưa tin có nhà máy nổ điện. Vậy, chuyện xảy ra là do đâu? Có một số khán giả đã cho rằng đó là lời cảnh báo từ mẹ thiên nhiên. Động đất, trên trời mà tự nhiên chớp sáng ban đêm là động đất hay sụp lở. Các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được trước khi động đất xảy ra, tại sao lại có năng lượng màu xanh phát ra như vậy? Số 5. UFO ở Việt Nam. Mr. Dan đến từ Gia Lai. Trong một chuyến đi dạo ban đêm của mình, anh chàng đã vô tình bắt gặp một vật thể kỳ lạ đang bay lơ lửng trên bầu trời. Cho rằng đó chính là UFO nên chàng trai đã quyết định ghi lại. Trên bầu trời của Gia Lai mình đang thấy có một cái UFO, nghi ngờ thôi, không biết phải không. Ở trên đám mây có bốn chùm ánh sáng xanh tỏa ra, mặc dù không đều nhau nhưng nó có hình dáng tương tự như các đĩa bay của người ngoài hành tinh. Sau khi đoạn video được lan rộng rãi, không ít người đã cho rằng đó chỉ là cái đèn hỗ trợ của mấy sạp kêu lô tô. Còn bạn có nghĩ rằng đó là một UFO hay không? Hay UFO này của mấy chị kêu lô tô thật? Người thật chị thật nha. Cái này là chưa kiểm chứng nha. Số 4. Bầu trời sáng. Xảy ra sự kiện kỳ lạ này ở huyện Môn Nguyên, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Bỗng nhiên ở trên mặt đất xuất hiện ánh sáng và bóng tối chuyển động, khiến cho nhiều người dân ở đây vô cùng hoang mang. Sự kiện này xảy ra vào khoảng 2 giờ 38 phút sáng. Bầu trời tại đây bỗng nhiên bùng sáng rồi tối ngay sau đó. Có nhiều người suy đoán có thể thiên thạch đã rơi xuống, nhưng góc quay camera không thể thấy rõ. Cũng có người cho rằng động đất chuẩn bị diễn ra. Bởi vì khi trận động đất 9,6 độ Richter xảy ra ở huyện Môn Nguyên vào năm ngoái, bầu trời khi ấy cũng xảy ra một sự việc tương tự. Thực hư các tiên đoán như thế nào, nhưng chúng ta sẽ có câu trả lời cho tương lai. Số 3. Chim di cư. Đây là một đoạn video được người ta quay lại ở một vùng quê hẻo lánh Texas, một sinh vật quái dị bay trên bầu trời. Video này không phải là đã qua chỉnh sửa hay cắt ghép, mà nó hoàn toàn có thật. Tuy nhiên, nó không phải là những sinh vật quái thú trong truyền thuyết. Thực ra, đây là những con chim đang bay theo đàn di cư, con nào con nấy bám theo nhau. Nên khi nhìn từ xa, trông chúng không khác gì sinh vật khổng lồ. Và đây là đoạn video được người Việt chúng ta tận mắt chứng kiến. Nagasaki chuẩn bị có biến. Sự việc này được ghi lại ở Nagasaki, Nhật Bản vào ngày 5 tháng 1 năm 2024. Có lẽ con số 5 tháng 1 này xảy ra không ít các sự kiện bí ẩn như sự kiện ở Miami. Hiện tượng này rất hiếm gặp, rất ít khi điều này xảy ra. Giả thiết cho rằng khi có nhiều loài chim di cư như vậy,
chắc chắn sắp có thiên tai sắp diễn ra, bởi vì các loài động vật cảm nhận được sự nguy hiểm nên chúng sẽ di tản đến chỗ an toàn hơn. Đó là lời cảnh báo sẽ có lũ lụt, sóng thần và động đất rất mạnh. Số 2. Bịa bay UFO. Alan đến từ Kyrgyzstan. Trong lúc đi du lịch từ ngọn núi Chonpol Ata thì anh đã bắt gặp một cảnh tượng không thể tin vào mắt mình. Những gì người đàn ông quay lại được là một phi thuyền đang bay lơ lửng trên bầu trời. Vật thể rõ ràng không phải là một chiếc máy bay. Hình dáng của nó chưa từng xuất hiện trong các mẫu thiết kế máy bay của con người. Nói một cách khác, thiết bị này không đến từ trái đất. Người đàn ông quay video cũng khẳng định mình đã quay được UFO bởi vì video rất rõ nét và nó được quay bằng iPhone 15 Pro Max. Tuy nhiên, đoạn video sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người nhận ra rằng đây chính là đĩa bay chiến đấu hay còn gọi là con tàu mẹ. Nó xuất hiện trong rất nhiều video game cũng như phim điện ảnh. Không chỉ UFO mà còn xuất hiện trong rất nhiều video của Alan, nên người ta đã khẳng định đoạn video mà anh quay đã qua chỉnh sửa. Còn bạn, bạn có tin đó là thật hay không? Số 1. UFO ở Miami. Không chỉ có sự kiện người ngoài hành tinh ở Miami, mà chúng ta sẽ được tận mắt chứng kiến đĩa bay ở địa điểm này. Đoạn video này được một tài khoản Saloader đã ghi lại. Cô cho biết, ban đầu mình chỉ nhìn thấy một đốm ánh sáng kỳ lạ bắt đầu bay cao dần ở lên trời. Sau khi lên cao hơn thì vật thể này lại tỏa ra một ánh sáng, khiến ai cũng phải chú ý. Không dừng lại, vật thể kỳ lạ này còn bay cao hơn và di chuyển về phía sau cô gái. Sau một lúc thì nó đã chuyển từ màu vàng sang ánh sáng đỏ. Những người chứng kiến ở đây cho rằng họ đã thực sự gặp UFO, một sự kiện điên rồ mà có chết họ cũng không thể quên được. Cuối cùng, vật thể này đã bay đi nơi khác như một sao chổi. Nhưng người ta thắc mắc, nếu đó thực sự là một ngôi sao, vậy tại sao nó lại bay từ trái đất lên? Các giả thiết bắt đầu được đưa ra nhiều hơn. Người thì cho rằng rất có khả năng đó là một quả tên lửa của Elon Musk, bởi vì khi phóng lên cao, nó sẽ bỏ đi phần dưới cùng. Đó chính là lý do vì sao chúng ta có thể thấy đang bay giữa chừng thì thứ này phát ra ánh sáng. Cuối cùng nó thay đổi quỹ đạo đi theo trái đất. Nhưng có lẽ tên lửa này đã thất bại nên chẳng thể bay xa hơn ra khỏi không gian. Bạn có nghĩ rằng đấy là UFO hay chỉ là một quả tên lửa thất bại? Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video của YouTube Bí ẩn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.